Nhìn tôi bây giờ nó sang quá. Đúng rồi. Khoác cái gì lên người nó cũng đẹp. Đúng rồi. Để mà nó bần nó hèn đi không được nữa. Vậy hả? Nhưng mà bây giờ không có nét bần hèn luôn á. Trời ơi, mang giày nè, mặc quần ống lỡ lỡ trời. Đây là cái bộ gọi là cái bộ mà xấu nhất của tôi rồi đấy. Mà đi thành phố về thay đổi quá. Thay đổi quá. Hay quá Khoa ơi. Khoa đi thành phố lên chỉnh làm gì vậy? Nghe nói là khá lắm đúng không? Thì trên đấy là nói chung là cũng khó khăn để làm ăn lắm. Quan nhưng mà mình phải có sự cố gắng và đặc biệt mình phải có cái khả năng, có cái tài năng. Đúng rồi. Tôi là có tài năng về nghệ thuật. Quá hèn chi mặc áo vàng là biết rồi, mặc đồ nổi là biết làm nghệ thuật rồi. Bây giờ tôi đang làm phó đạo diễn cho một đoàn phim. Trời đất ơi, làm phó đạo diễn hả? Đúng. Nghe nói cái chức đó là lớn nhì trong đoàn đúng không? Trời ơi, chỉ sau đạo diễn thôi. Trời ơi, ai quá vậy? Từ diễn viên, ekip hạng A, hạng B thì tôi nói là phải nghe hết. Trời ơi, ai quá hả? Khoa ơi, Khoa hôm nay Khoa về đây có chuyện gì không? Chẳng giấu gì hai bà. Này thì đi đâu thì mình cũng phải nhớ về quê hương. Đúng rồi. Nhớ về cái cội nguồn của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nơi mình sinh ra. Đúng rồi. Đợt này và ở bên tôi sắp bấm một bộ phim mà có tên là Em đi trên cỏ non. Em đi trên cỏ non. Ừ, cần những cái cô thôn nữ tinh khôi, tinh khiết. Cho nên là tôi về quê hôm nay á để tôi kiếm những người thôn nữ tinh khiết, tinh khôi để vào cái bộ phim Em đi trên cỏ non. Trời ơi, chờ chút nha. Cái gì vậy? Khoan anh ơi. Uống cà phê nha, anh. Uống cà phê đi. Ủa, hai bà làm cái gì đấy? Đây nè. Thôi, cái gì vậy? Bây giờ hai bà ấy có biết có quen ai ở cái quê mình cái thôn nữ ấy thì giới thiệu tôi được không? Trời ơi, một đứa siêng năng như thôn nữ còn một đứa là đứng tạo dáng như thôn nữ nè, em thấy không? Đúng rồi. Đây là bộ phim nghệ thuật chứ không phải phim ma, hiểu không? Tìm thôn nữ chứ không phải tìm ma nữ. Không có. Trời ơi, phim ma là sao? Trời ơi, phim ma là sao? Không có ai mà thôn nữ qua thôn nữ gà là em đây hết trơn á. Bà tinh khiết ở chỗ nào? Dạ. Hai bà thôn nữ ở chỗ nào? Thì thôn nữ có nghĩa là em là nữ mà ở trong thôn làng như vậy là thôn nữ. Đúng rồi. Trời ơi, còn em sao? Em sao? Thôn nữ là gì? Thôn nữ là buôn bán. Là buôn bán, là chân chất. Dạ. Đúng không? Nhìn em rất là chân chất. Nhìn hai bà chỉ ra giống như là đây là thôn nữ là gà này, bán gà này, thôn nữ heo này. Đó. Tôi vào đây tôi tìm thôn nữ chứ đâu phải về tìm gia súc gia cầm đâu. Em đó. Biết rồi, nhưng mà tại vì tụi em là thôn nữ chân chất lắm. Thí dụ như mà anh thấy mà cần cái gì đó ở em á thì anh cứ yêu cầu em đáp ứng được. Đúng rồi. Khi mà mình muốn làm diễn viên á. Dạ. Mình muốn đóng cho một bộ phim tuy là nhỏ thôi. Dạ, nhưng dạ. Từ từ mình sẽ đóng những vai chính, những vai lớn mình nổi tiếng hơn. Dạ dạ. Thì phải làm sao? Phải đầu tư nhiều lắm. Đầu tư nhiều lắm. Tốn tiền, tốn bạc, tốn nhiều thứ lắm. Trời, anh nói làm sao á, anh nói vậy là khi dễ thôn nữ. Thôn nữ vậy chứ mà vốn liếng nhiều lắm, của hồi môn quá trời luôn. Đầu tư đúng không? Đây, bao nhiêu con gà cũng có hết. Đó, còn em bao nhiêu con heo cũng có. Anh muốn làm sao, lóc xương nè, hay là bắt đầu mình thẻo lỗ tai, mình lấy giò riêng, móng riêng, cốc lết riêng, sườn riêng. Hay là anh muốn là xương sườn nè, rồi kể hồi muốn ăn cơm quá. Nhưng đấy là thấy đủ rồi. Nhưng mà cũng bán nguyên đàn lợn với lại nguyên đàn gà được khoảng bao nhiêu? Ôi nhiều lắm anh ơi. Trời mỗi ơi. Ngày mỗi nhập về. Đúng rồi, bao nhiêu cũng có. Dạ. Ôi dồi ôi, sao buôn bán nó giàu thế hả? Giàu lắm. À, vậy là chịu đầu tư làm diễn viên đúng không? Trời chịu ơi. Chứ. Bao nhiêu tiền cũng chi đúng không? Dạ đúng. Ngày mai mặc đồ đẹp đi. Cả đêm hôm nay nằm ngửa trên giường suy nghĩ hóa thân thành thôn nữ đi. Mai ra ngoài kia tôi sẽ quay lại cái cảnh hai bà làm thôn nữ. Sau đó gửi cho đạo diễn. Dạ. Và từ đó hai bà sẽ trở thành diễn viên, sẽ nổi tiếng. Wow. Rồi, thôn nữ bán heo mặt tươi lên. Lia máy tới thôn nữ bán gà. Cười. Rồi, tới bán heo nha. Rồi. Hóp cái bụng lại. Sao lại đang đây gãi? Ngứa xíu gãi. Rồi, tới bán gà này. Mặt tươi lên. Cảnh này là chưa có cãi nhau, tươi lên. Dẹp luôn đi. Ủa, sao vậy? Trời, nãy giờ ngồi chụp hình quay đầu hết lưng rồi, không lấy được một cảnh nào hết. Thì tôi nãy giờ anh kêu tôi là đổi kiểu, đổi tướng gì tôi đổi quá trời, tôi vậy còn vậy. Anh có biết là thứ nhất trời nắng, thứ hai là ngứa quá trời ngứa luôn rồi trời ơi. Đúng rồi, tạo dáng nãy giờ nhưng nó không được là sao? Ủa trời nắng là mặt phải nhanh hả? Đúng rồi, nắng quá nhiều mắt nha. Đây là cảnh vui, mở đầu là một cảnh vui.
Vui rồi đó. Bây giờ, hai người yêu nhau tỏ tình dưới trời nắng là hai người phải nhăn mặt hả? Không ai tỏ tình mà trời nắng á, người ta đưa nhau đi buổi tối rồi vô lùm vô bụi, ai mà đứng giữa trời chưa nắng tỏ tình bị điên à? Chưa làm diễn viên mà đã cãi rồi. Thì thôi. Bây giờ mặt phải tươi, tại sao mà mặt nãy giờ bí xị thế hả? Thì anh kêu tôi cười, tôi cũng cười nè. Đấy mới là cười hả? Có rồi, cười chứ bộ, nhưng mà tại vì hơi chiếu nhăn quá. Thôi đi, mệt quá à. Nghĩ sao vậy? Kêu người ta làm thôn nữ của ai mà xách cái gọ heo không? Suốt cuộc đời không thoát khỏi cái kiếp bán heo luôn á. Đúng rồi, tôi cũng vậy nè. Tôi bán gà hoài mà tự nhiên bây giờ kêu chụp hình cũng ôm cái lòng gà. Không được đâu, nhìn như con khùng vậy á. Ôi, hai người có biết như thế nào là thôn nữ không? Thôn nữ là sống ở đâu? Là sống ở trong thôn. Thôn ở làng. Thôn ở làng thì phải gắn liền với cái nghề của người ta. Đây này, bán heo thì xách cái giỏ heo là đúng rồi. Bán gà xách cái lồng gà là đúng rồi. Nhưng cái gì? Nhưng mà thôi, mệt quá, bắt diễn vậy khó quá. Thôi bây giờ diễn tiếp đi, cố gắng lên để tôi gửi cho đạo diễn nè. Cái mặt này đúng không? Không tươi đúng không? Đánh nhau luôn đi. Hả? Ủa, nó nghe là thôn nữ người ta hiền lắm, không ai quánh nhau hết trơn á. Đúng rồi. Trời ơi, trong kịch bản đây là hai thôn nữ đánh nhau, đang đánh nhau. Thì một chàng trai vào can, một chàng trai xuất hiện. Hai người khi nhìn thấy chàng trai ấy, tiếng sét ái tình hiểu không? Mới bắt đầu thầm thương trộm nhớ, đem lòng yêu chàng trai đó. Chàng trai đẹp ở đâu? Đúng rồi, sao được, sao được? Đây chứ đâu. Cái gì? Thì hai người bây giờ cứ đánh nhau đi, rồi tôi vào can. Rồi mọi người một chàng trai đẹp, rồi mọi người đem lòng yêu thương tôi. Thôi dẹp bà luôn. Trời đất ơi, thí dụ như không có, người ta còn tưởng tượng được. Tự nhiên bắt tưởng tượng xấu mà ra đẹp, sao tưởng tượng? Trời, cái mặt ông vậy sao tưởng tượng được? Khó lắm, cái này là thuộc dạng dị hình dị tướng. Có thôn nữ bộc trực lắm, hay nói thẳng nói thiệt. Bây giờ không tưởng tượng đúng không? Không. Vậy thôi dẹp luôn đi, không có diễn gì nữa. Thôi mà. Ê, cọc luôn nha. Tiền bạc nè, tôi nói thiệt, tôi không có tiền. Tôi quy từ thịt ra tiền rồi. Giờ bây giờ nhận tiền của tôi rồi, tính ăn quỵt tôi thấy gì? Đúng rồi. Nhận tôi 100 con gà. 100 con gà mà một con á là 300. Trời ơi, vậy là 30 triệu luôn rồi. Nếu vậy thì nghe lời được không? Nghe lời một chút xíu được không? Thì mà nghe lời. Sao em bỏ làng ra đi, cho mắt sầu quen mi. Em quên câu thề xưa, em quên điều lý buồn, em quên câu hát, quên cả tình anh. Hay quá bà. Sáu cô đơn. Trời, sáu. Hả? Cái đây chi vậy? Ủa, ra coi. Coi. Trời ơi, tại sao mà tạo hóa lại có thể ban cho một người thôn nữ một cái giọng hát mà nó hay từng từ, từng chữ, từng giai, từng điệu như thế chứ? Hay đúng không? Hay lắm. Bởi vì ta nói này, nãy giờ đứng ngoài kia rình, coi hai này diễn thật tức lắm. Trời đất ơi, thôn nữ gì đâu mà chụp hình để làm diễn viên đúng không? Mà nó sượng chân. Đúng. Trời ơi, kêu cười mặt nhăn hơn mặt tôi luôn. Sao? Gì? Sao kỳ cục quá vậy? Sao kỳ? Thì kệ người ta đi. Nhưng mà ít ra người ta cũng có đầu tư tài chánh vô đây chứ bộ. Sáu đừng có mà đâm sùng bể vô đây. Bây giờ Sáu chê tụi tôi đúng không? Xin lỗi Sáu à. Cũng người nhà quê như nhau thôi. Sáu làm được không? Làm được không? Tự nhiên nói người ta sượng chân. Bây giờ Sáu làm sao để Sáu không sượng? Ừ. Ý là hai đứa bay muốn làm diễn viên đúng không? Người ta diễn hay hay dở gì biết. Trước hết người ta phải có cái giọng. Giọng hát hay. Ủa, làm diễn viên mắc gì đó? Ví dụ vậy họ ơi. Nói vậy đó, thí dụ vậy đó. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Đang trong cái lúc tụt cảm hứng nghệ thuật thì bỗng đâu một cơn gió, một nguồn cảm hứng nó lại tới như thế này. Đây là sao? Đây mới gọi là thôn nữ. Thôn nữ là phải sở hữu một cái giọng hát nó thánh thót như vậy. Đó, đúng rồi. Bây giờ, đây, thôn nữ ơi. Bây giờ ngồi xuống đây. Ngồi liền. Hát đi. Lấy hơi đi. Hát đi. Để tôi quay lại tôi gửi cho đạo diễn. Ủa khoan, bây giờ phải hát lại hả? Đúng, hát lại thì mới làm diễn viên được chứ. Để làm diễn viên hả? Ừ. Làm diễn viên là có tiền không? Thôn nữ yên tâm đi, làm diễn viên đầy tiền. Hey. Cầm. Đưa đây. Rồi sao? Làm đi. Ủa sao tao làm? Ủa thì mày ốm mày làm mới gọn chứ. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Bà bự hơn tôi, bà khỏe hơn tôi, bà làm mới đúng.
Trời ơi, bự quá nó sẽ bị kẹt, hiểu không? Đi vô làm đi. Thế hả? Ừ, không có được đâu. Cái gì? Thấy bà làm. Trời ơi, tay chân tao vụng về lắm. Thấy tao bự, tao làm chuyện mạnh, chuyện yếu tao làm không có được. Làm gì á, làm không được để tao làm giùm cho. Nè, cái vụ trói. Ở đây, đây. Ủa? Trói ai cột à, không có gì đâu, không sao? Không được. Chứ gì, tính làm gì? Thôi nói luôn đi. Làm luôn đi nha. Ừ. Thì làm đi. Nói cho Sáu nghe nha. Ừ. Ở cái xóm này lâu lắm rồi nha Sáu nha. Biết mà. Vậy mà tình làng nghĩa xóm nha, Sáu không có nể gì hết trơn. Ủa là sao? Ý là nó là gì nè, ý nó nói á, là hổm rài á, là cái vụ mà tuyển diễn viên á, hiểu không? Đó, Sáu chơi không có đẹp với tụi con. Tụi con kỳ vọng vào cái cuộc tuyển chọn đó. Để cho có cơ hội để làm người nổi tiếng, để đổi đời, để được nhiều sự chú ý của đàn ông con trai. Bởi vì sao đàn ông con trai ở cái xóm này nè, đi theo Sáu hết rồi, còn một số ít đó là đi làm ăn nơi xa rồi, hiểu không? Lâu lâu mới có đoàn phim á về đây. Trời ơi, có tài tử. Tụi con phải nổi tiếng tỏa sáng rồi mới lấy được chồng. Hiểu chưa? Trời ơi, tụi con còn tốn tiền nữa đó, đâu phải là khơi khơi vậy đâu. Tốn tiền luôn. Không phải là tiền, chỗ tốn hiện vật nó tốn 100 con gà. Nhưng mà cũng quy ra. Còn con tốn 2 con heo lấy được 2 bộ đồ lòng, còn nhiêu thịt đưa nó hết luôn. Ủa rồi mà vậy sao rồi mà anh thì ai biểu? Ta nói làm nghệ thuật á. Bây giờ muốn làm nghệ thuật đúng không? Đúng rồi. Muốn làm diễn viên đúng không? Đúng. Nó không phải là cần tuổi trẻ, không phải là cần sắc đẹp không. Ủa chứ cần gì? Còn cần cả tài năng. Tài năng? Có tài không? Có tài không? Trời ơi, một ngày con làm được cả cái chục con heo á. Ủa mà làm nghệ thuật mà người ta tuyển người làm diễn viên mà, đâu phải tuyển mà người làm heo đâu. Ờ ha. Thì bởi vậy tụi con đã cố tình tụi con lấy của để mà bù qua tài năng rồi. Mà Sáu ở đâu, Sáu nhào nhào vô thì có vuốt mặt cũng phải nể mũi chút xíu chứ. Đúng rồi, người ta đã tốn bao nhiêu thứ người ta dập vô đó, bù đắp vô đó rồi. Tự nhiên đâu 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 khơi khơi xuất hiện ra. Đâu có khơi khơi, tao có tài mà. Biết rồi, nhưng mà bây giờ con nói Sáu á, Sáu lớn tuổi rồi, giờ có lấy chồng nữa chăng nữa thì cũng không có đẻ được con đâu. Trứng quá thạch hết rồi, hiểu không? Còn tụi con là tuổi xuân thì bây giờ lấy chồng để nói giỏi, về sau cho làng mình đông người, gia đình có đứa ẩm bồng. Ê ê ê, bà không, bà nói tôi mới nhớ nha. Gì? Bà thấy chú Tư không? Sao? Đó, trời ơi, mê cô Sáu mê như điếu đổ luôn. Mê mà theo đuổi năm này qua năm kia không được, còn không chịu gật đầu. Vậy mà cũng không nhường cho mình nữa là sao? Không, chắc cái điều này ai nhi chứ không thích ai lãng. Đây nè, để Sáu nói cho tụi con nghe. Trai làng mà theo Sáu đó, yeah, đâu có chỉ có mình ông Tư. Wow. Ông Tư là lão rồi, không có tính. Wow. Ta nói mà trai trẻ cũng theo, ta nói lớp. Sáu không có cần, thấy không? Nhưng mà Sáu có cái gì đặc biệt. Nhìn Sáu giống như cây sào phơi đồ vậy đó. Khi cái gu ta thích vậy. Ta nói thấy hai đứa bay ham làm nghệ thuật quá, qua năn nỉ ỉ ôi cũng tính nhường. Mà nãy giờ tiếng trước nó quá lứa, tiếng sau nói là già, tao ghét, tao không nhường nữa. Mai tao ra tao đi gặp gì trợ lý, phó đạo diễn gì đó, tao thi nữa. Tao quay một cái clip luôn, tao cho đạo diễn coi luôn. Trời ơi, gì vậy sao? Thảm, nghĩ Sáu cỡ đó rồi, dùng biện pháp mạnh rồi. Nãy giờ năn nỉ đủ rồi, sức người có hạn, lựu đạn có chốt. Bây giờ làm sao? Tính đi bắt heo, nhà này có heo đâu bắt. Không hề bắt heo. Làm gì vậy? Dây. Chi vậy? Thấy con nói lại không? Biết rồi mà chi, nhà này không có heo, không có gà. Ô kìa. Kìa gì? Cái gì vậy? Ủa làm cái gì vậy? Trời đất ơi, hai cái lứa này. Đó, cột lại. Tao mà chết là tụi bay ở tàu á. Trời ơi. Ở tàu á. Cột vậy sao chết được? Thất nơ luôn. Rồi sao, rồi sao? Vậy là tụi bay đi làm nghệ thuật đi hả? Con không làm gì Sáu hết. Con chỉ để cho Sáu ngồi im ở đây. Ngồi im? À không, đâu ngồi đây được. Giờ đưa đi đâu đi chứ? Ờ đúng rồi, để đi ở đây thế nào cũng có người giải cứu. Bây giờ tôi lấy... Giỡn khoa, giỡn khoa. Cô Sáu ơi, cô Sáu. Cô Sáu. Ủa, Sáu. Là Sáu bị gì vậy? À, đâu có gì. Đâu bị gì đâu, đang tập cột. Ủa mà sao cột Sáu vậy? Cột chơi cho vui thôi à. Nó cột, đặng nó đi mà nghệ thuật á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao con thấy Sáu giống như là kiểu mà sao nhìn giống mấy người bị bệnh mà người ta chuẩn bị đem vô nhà tâm thần á. Giống à? Ờ, không, mình nhìn mặt giống lắm, già mà cột hai nhưng nơi. Nhưng mà ai cột Sáu vậy? Tôi đó, tôi cột cái gút trước rồi, cột nơi sau. Thôi, cởi ra đi, Sáu lớn tuổi. Sao vậy? Cởi ra.
con đi, con đi. Ê mệt, ê nó nghe nè. Cái gì? Ê, vợ ông Pha nói nghe nè, đừng có quan tâm tới chuyện bà Sáu, bà đây bị cột hoài à, bà quen rồi. Mở ra cho tao rồi, anh ơi. Để im, để im đi, tôi nhét bánh liền bây giờ. Sao không lo ở chển đi làm thơ ký đi ghi chép cho người ta để về đoạn phim sao quay được? Hiểu không? Nói gì vậy? Không hiểu. Trời đất ơi, xách đồ chi vậy? Đây, trời ơi, tôi xách giùm cho thôi, thơ ký đoạn phim thôi. Ảnh đâu rồi? Ảnh đâu? Đúng rồi. Anh Pha đâu? Là sao không hiểu gì hết? Cái gì mà thư ký rồi cái gì mà trợ lý gì vậy? Không hiểu. Trời ơi, bà là thư ký đoạn phim chứ ai? Rồi rồi chồng bà đâu? Trợ lý đoạn phim, Khoa. Khoa nào? Khoa chồng bà. Thằng Khoa mặt dị dạng đó. Ê gốc, trời em xin lỗi chị. Đây nè, hai người nổi tiếng rồi á thì mình cũng đừng có che giấu mình là hàng xóm láng giềng. Đúng rồi. Ê để giúp để lấy hai đứa này nha. Cho hai cái này vai chính nha. Nãy giờ mọi người nói cái gì em không có hiểu cái gì hết. Cái gì mà thư ký đoàn phim rồi trợ lý, rồi Khoa trợ lý là ai không có biết. Trời ơi, ý là cưng á, làm thư ký đoàn phim. Đúng không? Thì giúp đỡ tụi chị với lại chồng của cưng á là trợ lý. Đúng rồi. Ảnh là trợ lý đoàn phim. Ảnh giúp đỡ tụi chị vô vai chánh để tụi chị đổi đời, tụi chị có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Đúng có rồi. Cơ hội lấy chồng dễ hơn. Giúp đỡ đi. Ê, trời ơi là trời. Bây giờ mới hiểu nè. Vậy hen. Ừ. Em đi lên thành phố là làm ở đợ cho người ta. Còn chồng em ông Khoa rửa chén cho cái tiệm phở ở trên đó. Chứ có làm trợ lý cái gì đâu. Ai nói ông làm trợ lý vậy? Ai nói ông làm thư ký gì đâu? Rồi hả? Biết sao không? Ở trên thành phố đợt này nó dịch quá nè. Xong rồi cái vợ chồng em á hả, khăn gói đi về đây sinh sống. Bây giờ qua đây là tính xin việc cô Sáu đó. Ủa? Chăm con gà của tôi. Còn hai con heo của tôi là sao? Hai con điên. Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt mà giọng ai vọng về vậy trời. Ba người làm cái gì hết hồn à? Buông nó ra. Dám chạy tao mới sợ á. Đứng im. Trời chạy ơi. Là thọt liền á nha. Đây có nghề mừng hay thọt luôn á. Trời, bình tĩnh lại đi, đã nói rồi. Thôn nữ nết na lại làm cái gì mà. Thôn nữ phải về nhà học hát rồi học thùy mị nết na đi. Ai mà làm học cái kiểu dọa ma người ta thế hả? Cho hai bay xử nó trước. Cái gì mà còn thôn nữ cái gì ở đây nữa hả? Thì bây giờ phó đạo diễn tính đi đâu? Đi lên thành phố nè, chuẩn bị mang cho đạo diễn coi. À, phó đạo diễn bây giờ lên thành phố để rửa chén hả? Ô xin hả? Mày nhiêu con? Trời ơi, 100 con gà, 30 triệu. À, nhớ kìa. Con 10 con heo, mỗi con 3 triệu, 10 con 30 triệu. Trời ơi. Sáu nhiêu? Đưa giỏ đây mày. Đứng lẻ đi. Mày mạc của người ta mà ham dữ lắm. Đứng sát bên coi. Trời ơi. Hỏi đây đại sao? Tao lấy cho mày coi nè. Trời ơi, cái túi vàng của tao đâu? Đây. Ê. Không, vàng của tao. Rồi đúng rồi. Vàng tao đưa cho nó đó. Sắp tiền của tao đâu rồi? Đây. 10 cây với lại 30.000 euro. Trời đất ơi, mình ở dưới quê mà thủ chi euro vậy trời. Tiệm tạp quá mà con. Giống gì không có. Giấy tiền vàng bạc là tao đầy ngã trơn á. Ủa gì? Này giấy tiền vàng bạc á hả? Thằng này nó chưa bao giờ nó thấy ngoại tệ nè. Thấy tao đưa euro vậy nó mừng lắm. Ủa vậy là tiền giả hả? Dạ tiền cúng cô hồn anh. Tiền trời cúng ơi. Cô hồn này vàng cũng cúng cô hồn luôn nè. Tao cho mày luôn nè. Thôi giữ luôn đi. Ê, mà không. Hèn gì tụi mình không có được vô dây. Đúng rồi, hơi độ dữ quá mà. Nó tưởng ngon. Nhưng mà tiền của tôi là tiền thiệt. Tiền của tôi 100 con gà. Tiền tôi đâu? Có trong này trong có đó. Móc gà. Thấy có tiền thiệt. Ê đây cái này của đứa nào? Đưa còn đó. Con im coi. Ê cái này mùi gà của nhỏ này nè. Đây. Cái này mùi heo của tôi nè. Trời ơi. Này thôi no cho mày luôn nè. Thôi. Ơ gô gì? Cất luôn. Cái này là tan trứng giật trứng. Ai cho mà đi? Thì gì? Bây giờ sao? Thì là con là trên đấy, thật sự là con trên đấy rửa chén thật. Nhưng mà vợ con là thư ký đoàn phim thật mà. Cho nên là con Xạo hả? Con vợ mày đó, nó qua quán tạp quá bèo của bà Sáu.
nó xin dọn dẹp quán để nó ăn lương. À. Hai đứa bay là ở trên thành phố là đi rửa chén đi làm ở đợ cho người ta. Mày xạo sự hả? Khai hết rồi. Trời ơi, con vợ tôi nó giết tôi rồi. Chú Tư ơi, chú Tư ơi, chú Tư ơi, chú Tư, chú Tư. Thời tới rồi. Thiện tai. Thiện tai cái gì ông nội? Trời ơi, tôi dẹp. Đây, dẹp đi. Nghe tôi nói nè. Độ gà làng bên, nó dám tới đây nó thách đấu với mình. À, nó đâu có biết là mình có con gà chiến. Đá đầu thắng đó. Chuẩn bị đi vô nhà thái đủ. Làm lên. Cặp cửa bí truyền đặt từ thành phố về đây. Kỳ này đeo vô con gà chiến của mình. Nó cạp mấy nhấp là con gà kia banh sát. Nhanh lên. Thiện tai. Cặp cửa này đâm cho tim người còn chết xuống chi gà. Ôi, đau, sát xanh. Nghiệp, gì ông nội? Nghiệp. Nói vậy là sao? Ông bỏ chơi đá gà hả? Bỏ lâu rồi. Ê. Ê, chơi gì không vui nha. Ông nghĩ sao chơi bỏ đá gà là sao? Đá gà gì ở đây vậy? Thiện tai, ta không biết đá gà gì hết. Đừng có tào lao nha. Con gà của tôi đâu? Con gà chiến của tôi gửi ông đâu? Hả? Chứ không phải là ông dặn tôi là để ra đi, ông chăm sóc nó cho. Rồi có trận nào lớn á, thắng lợi lớn, nhờ tôi đi lên thành phố, đặt cái cặp cửa này về đây, gắn vô là quất. Muộn màng rồi. Con gà đó nó đã đi xuống suối vàng rồi. Con gà đó đi xuống suối vàng là sao? Nó ăn thịt rồi. Cái gì ăn thịt? Người ta ăn thịt nó rồi. Trời đất ơi, ông chơi gà mà ông dám ăn thịt con gà chiến luôn hả? Thiện tai, ta nào dám ăn thịt gà. Ta bán nó cho quán lẩu gà người ta ăn. Bây giờ giống hồn nó chắc đã xuống suối vàng rồi. Đừng giận mặt nha. Ông biết đó là con gà chiến của tôi không? Ta ông lấy ông bán cho người ta. Ta nói thiệt đây, cái quán lẩu nó còn gọi cho ta cặp giò đây. Đó, gọi cho ta cặp giò đây nè. Con gà chiến của tôi, tôi đầu tư biết bao nhiêu tiền của như đây mấy chục triệu đồng. Bây giờ nó chỉ còn cái hài cốt là hai cái cẳng. Không được cái khổ với cái khánh nữa. Trời ơi. Cái này là của ta. Ta sẽ có việc nhờ nó. Tôi biết rồi. Cha nội thèm nhậu đúng không? Không. Trong lúc mê sảng, đem nó là nhúng vô lẩu. Rồi ăn rồi nhậu luôn cái gì? Thiện tai, ta bỏ nhậu luôn rồi. Ê cha nội, nãy giờ giỡn mặt nha. Vừa bỏ đá gà vừa bỏ nhậu luôn là sao? Rồi bây giờ rồi tôi chơi với ai? Hả? Ta bỏ nhà ngươi luôn rồi. Ông bỏ tôi luôn? Ta chơi nhà ngươi, ta mang tay mang tiếng quá đi. Phá làng phá xóm, cài gà đắp độ, ăn cắp ăn kêu. Ta nói làm hư hại xóm làng, ta nghỉ chơi ngươi luôn rồi. Ê, chơi bỏ bạn nha, bỏ con kia chợ là sao? Thiện tai, tiện khách. Gión nửa đêm, em gión đầy lý can. Say dùm ta như từ thuở. Bạn thôi được rồi. Trời ơi, tự nhiên ta đang tưởng tượng ra một miệng chân rót. Rót đầy ly rồi mình uống, nó cảm hứng. Sáu bước ra uống cái mất hứng luôn. Hết muốn uống luôn, thôi dẹp luôn đi. Thôi, tôi dẹp cho. Hết uống rồi tôi dẹp cho. Nói gì thôi, tôi dẹp thiệt á. Để đi. Mày mới hát gì? Mỹ nhân đúng không? Ừ. Thì sáu tên là Mẫn Nhi. Ủa sao tên Mẫn Nhi thiệt? Đúng rồi, tên với tờ tên Mẫn Nhi. Trời ơi, là mới biết luôn á nha. Hồi nhỏ đẹp như Mỹ nhân, lớn bớt đẹp rồi. Mà hồi nhỏ có nhỏ gọn lắm. Giờ nó nở từ từ. Nó nở là thời gian hả? Ừ, từ hồi giờ về đây ở nè, tụi nó ngâm nước nở ra. Ê mà nói nghe nè, sao hôm nay có vẻ chất chứa tâm sự buồn gầu dữ con? Chán gì nữa? Có con trai già bạn thân nữa. Nhẫn tâm bỏ mình đi còn gạt mình nữa. Mất có mấy chục triệu luôn. Cha Tư đúng không? Đó. Trời ơi, chơi bạn kỳ vậy ta. Tư dế đó. Biết không? Để cái đâu cái nè, cái mép như con dế thấy ghét hỏi gì. Thôi, cái đó cái đặc điểm của người ta. Mà thôi đi, kệ đi. Mà nói nghe, cha Tư, cha gạt con mấy chục triệu luôn hả? Thì đại khái vậy đi.
Người cha đâu có tệ dữ như vậy ta. Ê mà tôi nói nghe nè, hình như là cái chuyện mà không chơi với con cũng là có một cái vấn đề đó. Vấn đề gì vậy? Con có nghe người ta nói cái câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ không? Cha nội nó mà giàu cái gì, giàu ai mà đi gạt người ta vậy? Thì hồi lúc mà người ta chưa có giàu, người ta không có đổi bạn. Bây giờ người ta giàu rồi người ta đổi bạn, chẳng chưa có vợ mà. Ủa nói vậy là giờ ông giàu hả? Giàu chứ. Nghe nói là nổi tiếng ở xóm dưới á. Nổi như con. Nổi vậy? Như con. Mà làm cái gì mà nổi? Khám chữa bệnh. Nhưng mà không phải tự nhiên mà biết khám chữa bệnh đâu. Hôm nay mới biết cái sơ yếu lý lịch của ổng là ông cố tổ của ông cố tổ của ông cố tổ của ổng á. Cố tổ là bạn thân. Ừ. Với lại ông Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông nổi tiếng lịch sử vậy đó. Đúng rồi. Ai cũng biết hết. Đúng rồi. Còn cái thằng cha nội từ giới này á là Hải Thượng Lãng Nhất. Bây giờ con muốn lãng quên luôn. Bạn bè mà gạt nhau kiểu đó rồi bỏ bạn một mình vậy mà Lãng Ông quý. Hồi nha, nhưng mà nói nghe nè, người ta không chơi với mình nữa là người ta đã sắp xếp theo một cái gọi là thứ tự hẳn hoi. Hồi xưa người ta nghèo, người ta không có bạn chơi, người ta chơi với mình. Mà khi người ta có một cái bước tiến mới, người ta được nổi tiếng, người ta có tiền chút đỉnh, người ta đổi bạn. Thấy không? Rồi sau này cái người ta có tiền, người ta sẽ cưới vợ đẹp. Cưới vợ đẹp thì sẽ đẻ con khôn. Đi xe hơi. Ở nhà lầu. Ở nhà lầu. Mắc gì chơi con nữa. À kiểu giống như bây giờ là thành đạt đúng không? Đúng rồi. Rồi quên thằng bạn bần cùng này đúng không? Đúng rồi, nhìn bần cùng lắm. Rồi quên luôn cái hàng xóm láng giềng nghèo khổ này đúng không? Phải. Phạt. Phạt gì? Không có, tự nói gì, tự phạt, tự uống nữa. Buồn á, buồn. Phạt. Thôi được. Để sao nghe điện thoại cái. Alo, sao nghe nè con. Cái gì? Bay biết luôn hả? Trời đất quỷ thần ơi, nổi dữ vậy ta. Ừ, ở nhà bay tuốt hóc bò tó mà bay biết, cha Tư. Yên tâm đi, chị bệnh nói với Sáu một tiếng. Dù gì anh Tư á, ảnh cũng là bạn của Sáu. Ha. Vô sinh. Yên tâm. Chừng nào bay muốn đi, bay nói trước với Sáu một cái là được nha. Để có gì, Sáu qua Sáu nói chuyện với ảnh trước. Vậy nha con, gọi điện nhiều tốn tiền, cúp máy nha. Ừ. Gì vậy Sáu? Nghe cái tên của cha Tư nữa hả? Đúng rồi. Tao không ngờ luôn bay. Tao tưởng là ổng chỉ là nổi như cồn ở dưới cái xóm dưới thôi. Trời ơi, ai dè ổng nổi tiếng trong cái hốc bò tó của nhỏ cháu sao luôn. Ghê thì. Ừ, nhỏ cháu bà con nó bị vô sinh. Lấy chồng 5-7 năm nay rồi mà không có con. Nên tính là lên đây để chữa. Mà nó hỏi Sáu ở gần đó biết không? Mà ai dè cha Tư cho bản thân Sáu? À. Ừ. À, bay ngồi uống hết chai này cũng hơi lâu. Ngồi ở đây coi quán cho Sáu. Muốn ăn mồi gì thì tự vô phục vụ nha. Sáu chạy u qua bên cha Tư một cái nha con. Nha, để hỏi vụ nhỏ cháu đi nha. Hy vọng là bạn sẽ không có khi dễ mình. À, thôi kệ đi. Sáu đi ạ. Hãy đợi đấy. Cha Tư già. Ui da. Sao? Ui thấy da. Bớt đau chưa? Ây da, cái khúc hồi nãy mà thầy đấm lưng nè, với lại thầy ấn nguyệt cho tôi á, tôi thấy nó bớt đau. Mà tới hồi mà thấy thầy lấy chân gà thầy quấu vô mặt đau quá thầy. Thì chỗ phải tới nơi tới chốn chứ, phương án này tới phương án nọ tới phương án kia chứ. Thôi thầy dẹp tôi cái này đi. Ừ, nói chung là cũng thấy đỡ rồi. Đỡ không? Nhiều phải không? Đỡ rồi. Chưa, bây giờ phải cào hai cái lỗ tai cái nữa. Thôi, bây giờ tôi có chuyện này tôi muốn nhờ thầy nè. Chuyện gì? Cái này là số là nhỏ cháu tôi. À. Nó lấy chồng cũng 5-7 năm rồi. Mà sao nó chưa có con được. Nó cái kiểu người ta nói nó bị vô sinh á. Nó tính nhờ thầy chữa giùm nó. À, chứ nhờ tôi chữa giùm hả? Mà nhà ở xa. À. Tú ở trong hốc bà tó lận mà không biết sao cái tiếng thầy nó lan xa tới vậy luôn á. Vậy ha. Ờ. Như vậy thì bây giờ là phải hỏi thăm trước. Tức là mình chữa bệnh từ xa. Thầy hay á. Thầy bắt mạch từ xa, thầy khám bệnh từ xa là quá hay. Tại vì nó có câu là vọng văn vấn thiết. Mình vọng rồi mình mới dòm. Rồi văn là mình mới nghe, mình vấn rồi mình mới thiết được. Có nghĩa là tùy người thì đối tượng mà có thể là mình chữa xa chữa gần. À. Giờ nghe tôi hỏi nè. Ừ. À, cháu gái của bà, chân nó dài hay nó ngắn? Chân nó dài lắm nha. Dài hả? Thầy nhìn chân tôi không? Sao? Đó, dài, nó còn dài gấp đôi chân tôi. Này gấp. Nó đụng tới cái đầu bộ dáng luôn nó dài gấp đó. Đôi bà phải không? Tới cái đầu bộ dáng luôn. Bộ dáng đây, nhìn đây, đúng đây, rồi. Chân đây. Ê, như vậy là nó tới chân dài tới nách rồi. Đó, nó đâu phải chó. Ai biết không?
Nè, bây giờ đây nè, cái đoạn này tôi lấy ra đây nè, tôi nhân ra đây thì nó đây nè. Không, nói chung là chân nó dài lắm. Người ta gọi là dài miên man. Ôi, nếu mà vậy thì phải chữa tiếp cận mới được. Chữa tiếp cận. Vì nó chân ngắn thì chữa xa cũng được rồi. Nhưng mà chân dài này phải bắt tiếp cận nó mới trực tiếp được. Ngộ ta dài rồi. Nó mới xa được chứ ta. Không, nhưng mà nó ngược lại, âm dương nó ngược lại. Âm nó dài thì nó ngắn. Rồi bây giờ tôi hỏi tiếp nè, cái dòng ba nó làm sao? Dòng ba của nó. Nó ngon không? Nó bự không? Làm như ăn được hay sao ngon? Không, tôi diễn tả đó là nó làm sao? Thì hồi đó lúc tôi gặp nó còn có chút chiếu à. Không biết lớn lên nó thành thiếu nữ nó phỏng pha làm sao tôi đâu có rành. Nhưng mà nếu mà như bà thì khó tính quá. Cái này giống cái bầu lúa quá, không biết chỗ nào là chỗ nào hết. Thầy chẳng bậy bạ không à. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái giọng đó đi. Giờ mình tính cái nước da nè, nước da nó làm sao? Trắng nha, nhỏ này nó trắng. Nó là dân nông thôn mà nó cũng trắng lắm. Trắng lắm hả? Nó giống như là cái trứng gà mà mình lột ra vậy đó. Ở trong nó trắng nõn mà mịn màng cưng lắm. Thôi vậy là phải cho nó thời gian nó ngắn lại rồi. Phải gần rồi, phải chữa gần mới được. Là phải kêu nó tới đây. Chữa trực tiếp, điện thoại lên liền luôn. Lên là chữa trực tiếp liền luôn. Vậy hả? Gấp lắm rồi, nha. Mà tôi nói thầy nghe nè, làm gì làm, thầy làm ơn thầy. Ấy giùm tôi cái lần này đau quá. Bây giờ tôi gắng làm rồi, tao khỏe rồi, gọi điện. Thôi đừng có quấu tôi nữa, đau quá, lấy cái tay đi. Rồi, nhưng mà gọi điện cho nó lên liền rồi chữa nó nha. Đấm cho tôi chết luôn hay gì mà đấm đau dữ vậy. Rồi vậy nhớ gọi nó lên nha không? Chữa liền mới tốt. Đúng rồi, quá hay, có trách nhiệm. Cái gì vậy? Đúng rồi đó. Ai tao nghĩ chừng nhà ngươi qua đây làm chi nữa vậy hả? Gì sao? Qua đây đấm lưng Ấn Nguyệt đó thì đúng rồi. Công nhận thầy thuốc có tâm dễ sợ ha. Đỡ đau con. Đúng rồi đó. Nhà tôi mà, tôi nghĩ chơi mấy người qua đây chi vậy? Cái gì vậy thầy? Thì khó vậy. Tôi nghĩ chơi mấy người mà. Thầy nhiều khi người ta qua ta khám bệnh. Khám cái gì? Bệnh về đá gà thua quá khùng phải không? Đưa ra bệnh cho bệnh khùng ra chỉ cho. Dễ dở lắm. Thầy tướng của mà. Thì trở nên vậy là nào vậy? Nè, nói cho thầy nghe. Nghe tiếng thầy đã lâu, hôm nay mới qua đây. Còn cái chuyện nghỉ chơi gì tôi đâu có nhớ. Quên có. Thầy lỡ nghỉ chơi với tôi. Đó là cương vị bạn bè. Hàng xóm láng giềng. Còn giờ tôi qua đây người ta là bệnh nhân. Ủa, con cũng bị bệnh hả? Thì đó. Thầy ơi, mình rộng lượng đi. Lương y như từ mẫu. Đúng con. Rồi, lương sao y từ mẫu. Tôi nể khách hàng đó nha. Khách hàng thượng đế tôi mới nhận mấy người đó. Mọi người bắt số 2 ngồi đó đợi đi. Thì ráng đợi thôi, đâu sao đâu. Thôi mà bây giờ vậy nè, nãy giờ thầy đấm tôi thấy tôi cũng đỡ rồi. Hỏi con nó đau yếu làm sao, có gì chị. Bây giờ nó bị cái gì? Trời ơi, bị đá gà nhiều quá, thua độ khùng quá. Dễ nè, dễ chữa lắm. Trời ơi, thầy ngộ ha. Trong đầu thầy lúc nào cũng có đá gà không vậy? Nè, nhớ hai cái này không? Bây giờ tôi cứu nhân độ thế rồi. Bây giờ là người ta vô đây là người ta là con người khác rồi, không có nhớ gì đó gà đó. Thôi vậy ngồi đó đợi đi, để chữa bên đây. Để ta nói bệnh cho rồi lát rồi chữa. Thì khai bệnh đi con, khai đi. Muốn khám vô sanh. Trời ơi. Chưa có vợ con mà khám vô sanh là khám là nghĩa lý gì? Bởi vì mà thầy nói thầy cao siêu. Người thầy cao siêu là phải hiểu hết. Chưa có vợ mới đi khám vô sanh để sau này á mới biết được là mình có khả năng sinh sản mình tới đâu. Đúng không? Này nói chí lý nè. Con là một người thanh niên tuy không có giỏi giắng. Đúng. Cũng khá là hư hỏng. Nhưng biết lo cho tương lai vậy là tốt. Nè, vì sao nói là không bao giờ sai được. Người ta quá khứ có thể đen tối. Đúng. Nhưng mà tương lai người ta phải tươi sáng. Đúng. Bây giờ nó khám trước, thí dụ như nó có khả năng sanh sản thì nó lấy vợ. Còn không thì nó ở giá. Hiểu không? Lương y như từ mẫu. Đó. Đó. Đúng không? Khám đi. Thôi đợi nó đi. Khám lao xong đây rồi tới ha. Tôi bây giờ khám đây là số 1, rồi này số 2 rồi. Nhỏ cháu mà vô sanh của tôi là số 3 nha. Từ từ để vô nó tính sao đi. Nha, có khách hai vô cái nó phiền quá rồi nè. Ấn Nguyệt thôi chứ đừng có đấm nữa, đấm thụng như thần kinh luôn à. Ấn nha. Đã quá thầy ơi. Cái tay của thầy là cái tay gọi là có phép màu á. Ôi chú cha. Gì bay? Công nhận mình đầu tư phải rồi. Mua một cái điện thoại đời mới. Báo đăng tin nè. Đó, rõ mồn một luôn nè. Một vụ mới xảy ra. Có một thầy lang bấm huyệt cho một phụ nữ U50. Người phụ nữ bỗng dưng bị bán thân bất toại. Ủa là cái gì ta? Phải vì sao lớn dịch giùm con coi. Bán thân bất toại. Bán thân bất toại là mấy người mà người ta giống như người ta bị liệt nửa người á. Cái gì vậy? Vậy là ông thầy lang này bấm huyệt cho người phụ nữ U50 đó bị liệt hả? Trời ơi, nếu mình nói ra là bị liệt đó ta. Nói gì bán, đó, báo gì đó. Coi bán nhiêu ký, coi bán nhiêu ký. 78 đến khoảng 85 ký. Trời ơi, tao 120. Không được, tôi mà liệt là không có xe nào chở được luôn, mà không ai đỡ tôi được hết. Cũng đỡ ha. Vụ gì nữa con? Theo tin báo mới nhất nữa, báo khác, có một thầy lang chữa bệnh
nữa hả? Cho một thiếu nữ bị vô sanh. Bị vô sanh. Giống như cháu tôi quá. Sau một thời gian thiếu nữ sinh được hai em bé sinh đôi. Giỏi quá, thầy Lan giỏi quá. Vô sinh mà sinh đôi đúng rồi. Con chắc gia đình người ta hạnh phúc đúng không? Ba mấy đứa nhỏ mừng lắm đúng không? Đúng rồi. Khúc này đọc không hiểu tôi. Ông già sinh con. Ủa kỳ vậy? Ông già nào sinh con? Ông già nào? Ghi là sau khi sinh đôi em bé ra. Chồng của thiếu phụ. Nhìn thấy mặt của hai em bé. Giống như mặt ông già Thầy Lan. Ủa đang nghi á. Không, cái này báo đăng thôi, cái đó là cái kiểu. Đang nghi. Thôi bây giờ nào, bây giờ tôi đề nghị bệnh nhân thứ hai về nhà đi. Tôi chỗ hết ra về nhà tôi sửa nha. Gì chú, nhân, chú làm gì? Nhân chi sơ tính cà khẻ hả? Muốn cà khẻ phá đám được không? Ủa cái này con đọc báo cho cô dì Sáu nghe mà. Báo nào? Thôi để cho. Ôi có rồi nè. Cái gì nữa? Rồi, sau khi xét nghiệm ADN. ADN, ơi cái này là cái công nghệ mà công nghệ mới không? Mới. ADN. Rồi sao thấy cái gì? Cha của hai đứa nhỏ. Thấy chưa, mọi chuyện sáng tỏ rồi. Chính là thầy Lan. Không báo đăng mà. Báo đăng gì? Đây nè, đây nè. Không, đó, nhìn xa đúng không? Mình lớn tuổi nhìn xa đúng không? Đây nè. Sau khi xét nghiệm ADN, cha của hai đứa nhỏ sanh đôi chính là thằng Thầy Lan. Thằng Thầy Lan hả? Không, mày mới là cái thằng đó. Mày là cái thằng bạn mất dạy á. Ông ngồi xuống, ông ngồi xuống. Ông làm gì ông đứng lên hả? Ông đứng không? Ông đứng không? Ông để im đó. Nãy giờ tự nhiên tôi không thấy gì bất thường. Thằng này nó nói xong mấy cái thông tin này thì thấy nó có cái bất thường. Mà báo đăng đó, dì Sáu thì không báo, ông đăng đàng hoàng chứ bộ. Ông bấm cho Sáu. Sáu khỏe. Nhưng mà hồi nãy cái khúc mà kêu chị cái bệnh mà vô sinh cho nhỏ cháu mà lấy chồng 5-7 năm á. Là ông hỏi kỹ lắm. Ông hỏi sao? Ông hỏi chân nhỏ dài không? Chân dài không? Xong rồi ông hỏi vòng ba nó như thế nào? Cái gì con? Trời ơi. Mày thấy chưa? Không phải, con thấy kỳ. Thế ai mà đời nào đi khám vô sinh hỏi vòng ba cái chi vậy? Đó, đã vậy còn hỏi. Chắc có âm mưu. Đó, đã vậy còn hỏi là trắng hay là không? Mà đòi nếu mà chân dài thì xa khám gần, còn mà chân ngắn thì khám cho nó xa một chút. Ủa sao không khám người ta là đẻ được hay không đẻ mà chân dài chân ngắn? Hay bởi thành thử ra là sau khi cái chuyện của con là thấy là không ổn rồi. Bây giờ sao? Bây giờ bệnh nhân qua đây tôi thử cái này. Ủa tự nhiên tôi nghĩ tao luôn. Bây giờ tôi qua đây. Tự nhiên. Thôi. Phải đám cho hả? Mày vô phải đám hả? Thôi. Gì phải đám? Thôi. Dừng tay lại. Làm gì làm, tôi cũng là bệnh nhân. Nên đừng có manh động, nghe lời tôi. Mà chú làm gì vậy? Có ai nói chú đâu? Chú có tật giật mình hả? Cái này á là con đọc cho dì Sáu nghe tin tức ở trên báo thôi. Đó. Cảnh cáo chú nha, đó là ông thầy Lan ở trên báo. Còn nếu như chú á, chú mà giống như vậy á là công an còng đầu chú á, nó như chú biết. Thôi. Đi về. Thôi biết tôi bán con gà tôi làm việc tôi đổi nghề mà nó vô nó phá đám tôi. Thôi, chút giận đi thầy. Cái chuyện nó coi như xong rồi. Bây giờ tới chuyện của Sáu nè. Tôi nể Sáu thôi, bỏ qua cho nó đó nghe. Thầy ơi. Gì? Nãy giờ á cái thầy chạm vô cơ thể của Sáu, thì nắng, thì bóp, thì sờ, thì ấn huyệt Sáu thì thấy sao? Không biết thấy sao mà chắc bỏ món chè tới già luôn á. Thiệt hả? Thiệt. Chứ tôi thấy ông không bỏ được nết về nha. Ông đừng tưởng tôi không biết. Ông xách cái cặp chân gà này không có ai mà thầy thuốc mà đi lấy cặp chân gà quấu vô cái mặt bệnh nhân của mình hết á. Tôi nghi rồi. Cái người tài nó qua nó nói thì tôi thấy đúng nha. Tự nhiên cái hỏi cháu tôi. Chưa cái thói đó nghe chưa? Ông có nghe cái câu mà kẻ cấp gặp bà già không? Hả? Rồi nghe. Lượm hả? Đúng rồi. Lượm mót. Đúng không? Con này mới gặp chưa đừng lượm này lượm kia nữa bánh bèo ơi. Bực bội quá đi á. Ê bánh bèo. Xách túi. Từ thành phố về. Rồi. Cái điều này là bị đuổi rồi phải không? Xui quá là mấy ngày bị đuổi vậy. Chị thay đổi dữ quá ha. Gì?
thay đổi dữ lắm luôn á. Xong thay cái nết luôn đi. Vô duyên. Mày tao thích sao tao vậy đó. Mà từ nay á đừng có kêu tao là lượm nữa nha. Cái đó là xưa lắm mà bánh bèo. Bây giờ hay gọi tao là tư sang. Mà kêu làm sao cho sang cái mồm lên, ok? Sang lên. Kêu đó sang. Sang quá. Đúng rồi. Từ đầu đến chân không thấy sang chỗ nào hết trơn á. Thì ghê. Ói luôn á. Con này mày ngộ không? Mày á, cái hưng của mày, mày nhìn lại hưng mày đi, mày nhìn lại tao đi. Chừng nào á mày đeo vàng nhiều với tao nè. Rồi hãy hả mở miệng ra nói chuyện với tao. Ha. Nghe nói à, lên thành phố đổi đời. Lên thành phố đổi đời sao mấy ngày đi về rồi ta? Hôm bữa tao nghe láng thoáng là cái gì? Đứa nào lên thành phố làm việc á mà làm bể hết chén nè, bể hết ly nè, xong không có tiền đền, phải gọi về cho tía. Ai về đâu, ông tía ông nghe, ông tức quá cái ông lên sông máu, cái sông nguyên sớm phải đưa ông vô bệnh viện luôn. Ui cha, trời ơi, ăn cái gì mà con gái gì mà tự hào. Tự hào gì mình hậu đậu hả? Nè, sao có chuyện gì chị cũng biết hết trơn vậy? Cái đồ nhiều chuyện, tôi không có cần chị dạy đời. Kỳ cục. Ê, cái con này tao chưa mở hàng nha, mày vô duyên vừa phải thôi nha cha. Chuyện đó ai trả nguyên sớm ai không biết. Con ngộ ghê trời. Hoa tươi quá trời mà gặp mấy cái đứa gì đâu không à. Bán buôn gì đứng giữa đường là ống vậy. Bà bãi. Còn tươi không đây? Dạ đúng tươi luôn. Đồ này hả mua cúng mà 7 ngày luôn vẫn ăn được luôn. Queo mà tươi gì. Ông chồng tao là ổng không khoái đồ héo. Chồng bảy chết rồi. Chết thì mua đồ cúng à, cúng. Hồi khuya ông về ông nói mà cúng đồ mà cho ổng mà héo đó là ông bóp cổ chết à. Ông ngồi cái bụng chăm ba, ông ngồi ông vỗ bụng bạch bạch. Ông nói đói rồi cũng nhiều nha. Vỗ cái bụng bạch bạch. Ờ. Ê gì? Thêm gì? Coi chừng ông về ông cho lọc thêm đó. Lọc cái đầu mày, cái lọc không mày. Tao đang mắc nợ ngập đầu kìa. Ông về ông cho lọc tao trả nợ đi. Ăn cái gì tao cúng hết á. Nói thiệt. Hồi trước á là thằng chồng con nó cũng vậy á. Nó về đây bóp cổ coi nè. Sau này hả con có tài lộc luôn, con giàu lên luôn, con lấy thằng chồng thứ ba luôn. Nó là thằng chồng mày nó bóp cổ mày. Còn chồng tao nó đâu bóp cổ đâu, vỗ bụng nó mà. Cái trường hợp của thím là vậy nè. Bây giờ nha, Hiếp tin lời con. Hiếp đánh con số 4-13. Sao 4-13? Sao 4-13? Ui. Đầu tiên nha, người âm về đúng không? Người chết người ta về. 4-3. Không phải. Cái này tao có nghe mấy bà bán vé số bằng đề. 4-3 là số xác chết. Thì đó. Đó. Vé số con vịt đã liên quan gì tới chồng tao đâu. Thím mới nói ra con vịt luôn đó thím. Tại sao? Hồi nãy thím nói gì? Bạch bạch. Vỗ bụng bạch bạch. Con vịt. Đúng chưa? Có lý ta. Trời ơi. Con nói thiệt, tin lời con đi. Bây giờ nha, thím về thím cúng cho ổng. Đảm bảo ngày mai số 4-3 ra luôn. Mấy này hả người ta nuôi con số 4-3 dữ lắm. Mà giờ ông báo mộng này cỡ nào cũng ra à. Ra một phát nha, ngày mai phát tài đó. Mà con nói thiệt, bây giờ ví dụ mà mai hiếm không phát tài đi nha, con dẹp hết cái đống này, con đem qua chỗ khác con bán. Chết quá. Nói thiệt, tin lời con đi nè. Bây giờ con nè, bán trái cây. Sao giàu? Sao có vàng? Vàng quá trời nè, ở đâu ra vậy? Trời đất ơi, cái này là che mắt thiên hạ thôi. Chứ bán trái cây sao giàu? Thì đúng rồi. Không có gì đi nhanh bằng những con số. Phải không? Trời ơi, chứ dễ gì mà người ta mở ra kinh doanh sổ số, kiến thiết, tùm lum tà la. Đúng không? Ở mặt này vẫn chưa tin đúng không? Cũng có lý. Chưa tin đúng không? Có lý mà chưa tin đúng không? Con cho thêm một ví dụ nữa nè. Nhớ thằng Bảy Cò mà chăn vịt sống trên không? Biết rồi, giờ nó giàu vậy lắm. Chà, nó là tỷ phú luôn đúng không? Sao nó giàu? Bán vịt. Khờ. Bán vịt mấy bầy luôn á. Khờ. Vịt người ta hạ giá banh hết rồi sao mà bán giàu được. Nó nghe lời con. Biết sao không? Con quăng số rồi nó chụp, quăng số rồi nó chụp, quăng số rồi nó chụp. Hỏi sao không giàu? Con thiệt, cái xóm này mà hả nghe lời con từ đầu đi nha, là hả nó nghe là không có còn nhà lá nữa đâu nha, mà hả nhà lầu xây nùm 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 lên cho tin. Lại làm Bảy Cò nó trúng đề luôn hả? Đúng rồi, không tin hỏi nó đi, hỏi nó có phải con cho số nó không. Hết. Để tao hỏi nó thử. Bây giờ Bảy tin lời con đi.
là tối hôm qua là ổng đã về ổng báo tin rồi. Chắc chắn luôn ngày mai số 43 ra bây giờ nha, mua trái cây. Trái cây hoa của con nha. Mua về nha, cúng mà vái nha, nhiều vô. Vái mà kiểu danh tin mà kiểu nhiều thiệt nhiều. Biết giờ ta thành tâm dữ lắm. Đúng rồi, để linh. Nhiều nha, để mới linh được. Thôi đúng rồi, lựa mấy trái tươi tươi nè. Nào tươi tao lấy chín ra coi mà chín qua coi. Lấy đi, lấy cái đồng tiền nha. Dạ, ông quái dạ. Đồng tiền dữ lắm. Đúng rồi. Lấy thêm bó nó đi chợ, lấy gì có bó nó chợ. Ê, nói nghe, quánh số vậy là quánh sao, đầu đuôi hay gì là bao nhiêu? Trời ơi, con bây giờ con chỉ bảy chỗ đánh nè. Chỗ đánh này rất là ngon luôn. Biết sao không, bây giờ mình đem tiền ra mình đánh là chuyện ngày xưa rồi. Cái đánh mạnh gì? Bây giờ mình chơi thế chấp nhà. Bây giờ mình thế chấp nhà xong mình đâu cần bỏ tiền ra đâu, ăn thì lấy giấy thế chấp về xong lấy thêm tiền về. Ê, không trúng rồi tao ra đường ở đó. Thím không có tin tưởng con gì hết trơn á, con thì con buồn thím, nãy giờ con nói mà thím không tin, làm sao mà rớt được, làm sao mà thua được, bây giờ nó rõ ràng như mặt trời vậy mà sao mà thua. Tin con đi. Tôi 43. 43. Nhớ là 40. 43 xác chết là dạ. Con dịch xác chết chứ con dịch. Bẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Chết chứ con dịch. Đúng rồi, nghe lời con nha. Nghe. Xì. Thêm. Gì? Thêm chưa trả tiền con, chưa có tiền. Chưa. Chị mày qua đi, con nói chuyện giấy tờ nhà đi tính. Ủa con vô mở hàng luôn thím ơi. Thêm ơi. Gì vậy trời? Xu gà nè ghê. Bốn ba mà quánh con số đầu trong cái quánh luôn con đuôi rồi cái bao lô. Thì bảy ơi. Trời ơi làm giật mình anh Tư. Đi đâu hả? Về nhà. Giờ em mời anh Tư vô uống nước. Đi vô nhà. Nhà tôi mà. Nhà của tôi. Lộn. Xí lộn. Cái đầu tôi lúc này nói sao á. Nói bên đây qua bên đây vậy lộn tùm lum hết trơn. Bị cái đầu nó đang bận cái... Giấy gì vậy? Giấy. Không đụng. Nam nữ thọ bất tương thân. Giấy tôi ghi mấy con số. Không phải ghi số. Giấy ghi... Mấy bà hàng xóm á. Mấy bà biết ngày mai tôi đi chợ. Cái là mấy bà nhờ mua mấy món này món kia món nọ. Cái ghi vô tờ giấy cái tôi phải học thuộc. Để mai đi mua cho đúng chị. Phải vậy không? Vậy thì có gì đâu phải giấu. Đâu có giấu. Tại này tôi học ta thuộc mà giấu gì đâu. Mà đúng rồi tôi cũng nhớ là sắp tới ngày giỗ của anh Bảy rồi phải không? Đúng rồi. Phải chuẩn bị trước vậy mới đúng. Nói nghe. Tới bữa đó sẵn là mời anh qua uống với ông xã tôi một chung. Đương nhiên rồi. Hồi đó là hai người bạn chí cốt, thấy không? Từ hồi mà ổng theo ông bà đó là anh giúp bên gia đình tôi dữ lắm. Tôi mang ơn á. Mà quên rồi. Sẵn cái vụ đó tôi nói anh luôn. Cái tiền mà anh giúp bên gia đình tôi á, tôi sắp tới là tôi có tiền rồi. Tôi có là tôi gửi tôi trả anh liền nha. Đừng bận tâm. Cũng gia đình bạn bè với nhau tôi giúp chị cũng như là tôi nhớ tới ảnh vậy thôi. Chứ hơn nữa tiền đó là tôi để cho con mén. Dạ tôi biết có số vốn sau này nó làm ăn với người ta. Dạ tôi biết. Tôi cũng phải ráng lo đặng nó có. Thôi chừng nào trả cũng được. Dạ, anh nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. Nhưng mà nói để anh yên tâm hơn, tôi sắp có rồi nha. Thôi chừng nào cũng được. Dạ. Nhưng mà tôi khen chị cái chỗ này nè. Dạ. Mình thiếu nợ. Dạ. Mà mình nhớ để mà trả cho người ta. Đó là người mượn nợ có tâm. Dạ. Mà xui rủi mà không có tiền mà trả cho người ta đó cũng xin tiếng cho người ta mắc ruột. Đúng. Dạ. Chứ chào quên hả. Tôi phải về tôi học thuộc cái này nha. Tôi học thuộc cái này đã. Tôi đi về nha. Tôi đi về nhà tôi học nó mới vô. Bà này sao ta? Bữa nay bà có vấn đề. Thế tự nhiên là như vậy là sao? Mẹ gì vậy tía? Nằm hoài vậy? Từ sáng tới giờ con về nhà là con cứ nằm không à? Chứ giờ không nằm thì con làm cái gì? Đâu có gì cho con làm đâu. Chứ gì việc làm thì ra vườn làm cỏ với tía. Hoặc là đi ra đồng với tía. Sao nằm hoài vậy? Phải mà con lanh lẹ như người ta thiệt là tía không có lo.
người ta là ai? Ý của Tiến người ta là chị Lượm đó hả? Nó đó. Bà Lượm bà chỉ bán trái cây thôi mà. Nhưng mà nó chịu cực, chịu khổ, dầm mưa, dãi nắng. Nó để kiếm tiền. Mà nói cho con biết nha, coi vậy đó, mà nó có mấy lô đất đó, mà chỗ đó mà mở đường rộng ra hả, là nó giàu to đó, chứ không phải như con đâu. Suốt ngày được nó nằm lo gì đó không à, không lo làm ăn. Ủa Tía, con lên Sài Gòn con làm ăn, con cũng cố gắng lắm. Con ở đợi người ta cực khổ thấy mồ luôn, đâu có sung sướng gì đâu Tía. Con mấy cái chén mà rửa cũng không xong rồi sao mà ở đỡ được. Con à, Tía thương con. Mẹ con mất sớm, Tía chỉ còn mình con à. Phải chi mà con có tấm chồng để nương thân á, Tía không có lo. Nhắc tới vụ chồng con mà Tía mới nhớ, có mối là mai cho con được lắm con. Gia đình người ta đàng hoàng, cậu ấy cũng đẹp trai lắm, tướng tá cao ráo mà ăn nói lịch sự lắm, lễ phép lắm, Tía chịu. Tía gặp rồi hả? Nhưng mà Tía chỉ nói là con đi ở đợ ở Sài Gòn á, rồi rửa chén không xong người ta đuổi, nên con về đây. Tía! Tía phải tía con không vậy? Tự nhiên đi nói mấy cái chuyện đó còn chi? Tía có nói gì đâu, Tía chỉ nói như vậy thôi. Nó con ở đợ không xong, rửa chén bị bể, cho nên ta đuổi về đây, vậy thôi. Vậy đó. Mà cậu ấy bỏ đi luôn á, không trở lại lần nào nữa hết. Trời ơi, Tía! Tự nhiên Tía nói mấy chuyện đó chi vậy? Phải nói chứ. Phải nói chứ. Tôi nói cho người ta biết cái tính hậu động của mày. Không khéo rồi người ta phát hiện được á, rồi mai mốt ta chửi tao ba đời, tao ngóc đầu không nổi nữa. Kiếm gì làm ăn đi, nằm hoài nó nhớt thay đó. Về quê ai cũng chửi mình hết trơn á. Được rồi, dám khinh thường út mén này chứ gì. Mình sẽ làm giàu, đổi đời. Ủa? Ê, đem về cho Tím này đi, tao không bán đâu, hôm nay tao bận rồi. Ủa, tôi đem chú ra đây không phải là cho chị. Chứ mày đem ra đây cho ai? Bình thường tao bán nhà mày mà tao mày không đem ra đây cho tao, đem cho ai? Tôi tự bán. Ê, hôm nay có uống lộn thuốc không vậy cha? Bị gì vậy? Bình thường là tao bán mà. À, dòng cái thứ của mày là tính cạnh tranh làm giàu với tao vậy? Đúng rồi, chị giàu được thì tôi cũng giàu được. Oh wow, chuối đi, chuối tươi xanh nè, chuối nè. Đúng rồi, rau lớn lên. Để coi con ma nào lại mua chuối của mày. Rau lớn lên mèo ơi. Chuối, chuối đi. Lượm ơi, Lượm ơi. Dạ, 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 dạ. Lượm, Lượm, Lượm. Trời ơi, bạn mới nghe đài sổ số 43, đúng không? Vô, vô phải không? Trời ơi. Vô hả? Nghĩ sao trời ơi, nghĩ sao trời ơi, bảy bây giờ là giàu rồi, bảy giàu rồi, bảy bây giờ chỉ có mua cái quy, nho nhật, bom táo đồ, mua chuối rồi. Chưa, trời mấy cái này à, bình thường, trời hôm nay con thấy bảy nha, kiểu hào quang chối sáng lên nha, áo đỏ liền, lì xì lọc liền. À, quên, trời ơi, có là lì xì liền, nè. Lì xì luôn. Thường thế, tình thường biết thường thế. À, quên nữa. Mén mén. Dạ. Trả tiền cho Tía bay. Trả nữa rồi tao còn. Ôi gì vậy? Trả tiền, hôm bữa mượn Tía nó tiền để mà ăn. Mà Tía nó nói cái tiền đó là tiền để dành cho nó đó. Nhưng mà tao mượn này trả nữa thôi nha. Rồi mai mốt để bảy trúng vài lần nữa đi. Trúng nhiều đi rồi cái bảy trả hết lượt. Khoan. Để về con nói Tía. Khoan. Từ từ, đừng có nhanh tay vậy. Mình còn đánh đề tiếp mà. Thì đấy, chưa đánh nhiêu đấy, còn nhiêu đây trả nợ. Trả từ từ. Đừng. Đánh phải đánh nhiều. Trời ơi, lỡ đánh nhiều chứ đánh gì có chút xíu, đánh gì trời. Đánh nhiều hả? Hiểu không? Đánh nhiều nó mới ăn nhiều chứ đánh gì có chút xíu đánh chi. Bây giờ á, Hiếm đang hên. Ổng đang về, ổng phù hộ cho Hiếm là tranh thủ. Tranh thủ đúng thời điểm này là quất.
số ra là quốc, là lên đời là thành tỷ phú liền. À có lý là con lý à. Trời ơi, mới quốc con lần được nhiêu đây. Ông ấy giờ vậy đi mẹ, con về con nói tía con á. À, nay để mai mốt để bả chúng này thêm vài lần nữa rồi cái bả trả một lượt luôn. Đúng rồi. Bả tính tiền lời luôn. Vậy để mày, con mày. Về con nói tía là bảy đi chơi đề. Nữ này trời đất ơi, bảy đánh đề nhưng mà đừng có nói với ổng là bảy đánh đề, nói bảy thì mừng ăn đồ giấu. Ủa bảy mà bảy đánh đề bảy thắng nhiều dữ vậy hả? Mới có một lần đó, mới quánh thử có một lần thôi đó. Kỳ này là tao quánh hết cái số này, về tao kiếm thêm tao nộp cho nó tao quánh. Dạ quý theo con ăn theo ăn con. Lần cho đáng đúng không? Đúng rồi. À, bảy đánh số bao nhiêu? 43. 43. 43 cái sắc chết. Vậy thôi mấy ngày ổng về ổng báo mộng hoài. Báo mộng sao? Ổng về hoài chứ gì. Khuya này ổng về ổng ngồi đè đầu tao luôn mày. Ổng ngồi trên đầu tao luôn á. Đè lên đầu. À không có bóp cổ nha, không vỗ không có bóp cổ. Ngồi đây. Đè lên đầu. Ờ. Từ từ nha xí nha. Heo con á đè lên đầu. Ờ. Mày đánh con hai con chim. Ổng có một con hả? Mày đánh con hai con chim. Sao hai con chim? Cứ theo đi heo con đi, bây giờ mình nói nhiều quá nó mất linh. Mày mình đánh hai con chim. À không mấy thêm con đại bàng. Con chim cú. À không không, cú bỏ con cú. À chim đại bàng, chim xe xẻ, chim gì quốc hết. Chim số mấy? Chim số mấy? Chim ba 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 nhớ. À ba ba, đúng rồi. Ba ba. Chim đó. Đánh theo con đi. Nói nhiều quá mất linh. À đúng rồi rồi. Ông ra như vậy là rõ ràng rồi. Nè, đừng có nói là bảy quánh ba ba nha. Quốc hết đống này cho con. Thím bảy. Con chơi với. Ủa nào lắm. Muốn kết nạp vô đây hả? Nè. Thì đánh có một lần được ăn quá trời luôn. Thì bán có chuối khi nào mới dạo. Mày có tiền không mày chơi? Không mấy có chờ, tiền. Chờ bãi quánh xong cái bãi trả cho ba cho tía bay á, cái mày lấy cái tiền đó bay quánh. Ừ được á. Được á. Giờ tía con không biết chuyện nhưng mà bảy trả cho con trước xong rồi mốt con còn thắng thì con trả cho tía. Nhớ nghe mày viết giấy là tao đã trả cho tía bây rồi nha. Dạ, nếu mà chị triển khai là phải qua bên này. Qua bên này nha, tập trung bên này. Bên này á là được cái chuyên nghiệp. Có một cái đội ngũ chuyên nghiệp dành để tư vấn riêng cho những giấc mơ chiêm bao để mình có thể mà tìm ra những con số gọi là chính xác nhất. Đó. Chỉ trong một ngày thôi là ăn lên liền. Giờ là chị lượm. Trời ơi, bây giờ là hết vụ hên xui nha bánh bèo. Hết lượm, rồi. Lượm. Bảy dở 100 để đi chợ. Bảy ghi hết cái này cho bảy nha. Bao lô nha. Trời ơi. Con chim là mày bay quánh nguyên một chuồng nha. Một chuồng. Một chuồng không có hai ba con vậy quánh nguyên một chuồng cho bảy. Cho con chơi với. Bây giờ á con không bán chuối nữa. Con theo bảy với chị lượm. Đánh đề đổi đời. Con gà 59 42 67. Tía. Trời đất ơi, mày ôm cái cột mà mày ngủ được hả? Con miệng mày lảm nhảm con số là sao mày? Con lại nhảy mấy con số hả tía? Con lại nhầm số mấy tía? Số của ông nội mày. Số ông nội. Số ông nội là số nhiêu tía? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Gì vậy tía? Bộ mày khùng rồi hả? Khùng đâu? Cái xóm này đang yên lành, tự nhiên bây giờ sanh ra có ăn trộm là sao? Mất máy bom. Sao vườn trái cây cũng mất. Tiền ở trong túi tao nè, không cánh mà bay. Tao hỏi mày ai lấy? Tiền của tao ai lấy? Không phải mày lấy thì ai lấy? Không phải con lấy. Tí nghĩ con ăn cắp hả? Với lại nếu mà con lấy thì giống như là tí cho con tiền đầu tư. Tí nói mà. Một cắt cũng không cho. Nghe rõ chưa? Nhưng mà tí cũng cho bảy mượn tiền vậy. Thì coi như là tí cho con mượn, con đầu tư, con làm ăn. Xong mốt là con xin lời ra là con trả đầy với tí luôn. Thôi. Đừng có nằm mơ gì nữa. Trời ơi, chắc tao đánh được mẹ rồi. Sao bảy? Hôm qua gặp mén rồi. Mén. Dạ mén, dạ. Mén đi với bảy đi mén. Đi đâu bảy? Mấy tỷ lần. Mấy tỷ lần hả? Mấy tỷ lần. Tía, tía xem nè. Bảy chơi đề. Bảy trúng mấy tỷ nè tía. Trúng gió đó. Trúng gió đó. Cái nhà mấy tỷ của tao bài luôn rồi. Để kể cho tía mày nghe. Cái nhà của tôi mấy tỷ mà bài theo nó luôn rồi. Thì ra đó, bấy lâu nay bà với cô Út Mén à
Nói chuyện to nhỏ với con lụm là đánh đề, phải không? Nó dụ. Nó gạt người ta. Con lụm mắng dây tiền, nó gạt người ta. Nó gạt người ta đánh đề. Ha, nó dụ người này, nó dụ người kia. Cái nó dụ tới tôi nghe nó luôn. Giờ bà trúng hay bà thua? Thua mất cái nhà luôn rồi. Hết nói. Tiếng... Con mày sao? Không. Hả? Từ. Tiếng nghe con nói nè. Bây giờ là bảy đánh con dịch. Bảy thua. Con đánh đại bàng, biết đâu con thắng thì sao? Để con đi tìm chị lượm rồi con nói. Khỏi đi kiếm, hai vợ chồng nó bay màu luôn rồi. Hả? Vợ chồng nó trốn biệt xứ luôn rồi. Rồi. Còn mày mất cái gì? Con mất sổ đỏ của tía. Trời ơi. Sổ đỏ. Trời ơi. Sổ đỏ. Trời ơi. Tôi đừng buồn. Mốt hai gia đình nhà mình ra ngoài đường ở chung với nhau luôn rồi.